Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 394 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thế lực cường đại nhất trong ma quật này chính là thành trì của thái cổ yêu tộc do không biết bao nhiêu như ý thiên yêu tạo thành này. Cũng chỉ có nhân vật có thu vi như Phương Hàn mới có thể đoạt thức ăn trong miệng hổ, cướp đoạt linh mạch vương dai. Đổi lại dù là nguyên tiên thì cũng sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Trường Hà cuồn cuộn cuốn đi tất cả hướng về phía thái cổ yêu thành. Phương Hàn lúc này quả thực có khí khái đứng đầu thiên hạ. Nhất thời không ít thiên yêu thống lĩnh cường đại trong thái cổ yêu thành, những tồn tại không biết tên đều giống giận. Mười mấy luồng ma khí thông thiên bốc lên từ trong thành, ngăn cản Phương Hàn cướp linh mạch. Mỗi một đạo ma khí thông thiên kia đều bá đạo tuyệt luân, vũ phá hư không. Mỗi một đạo ma khí đều là một tồn tại cấp bậc nguyên tiên, hơn nữa không phải là nguyên tiên cấp thấp mà là bậc trung, thậm chí tiếp cận nguyên tiên bậc cao. Cũng là nguyên tiên nhưng nguyên tiên bậc cao tùy ý có thể đánh chết nguyên tiên sơ cấp đơn giản như ăn cơm uống nước vậy trong yêu thành này cũng có vài kẻ có thể chiến thắng chúng ta. Tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng âm thầm tính toán. Khó trách trong đó lại có nhiều linh mạch vương giai như vậy. Chúng mà đồng thời ra tay thì có thể giết sạch chúng ta. Không biết phong duyên này có thể ngăn cản được chúng hay không. Đúng lúc này thì tinh gia trường hà do phương hàn hóa thành đã tiếp xúc với mười mấy luồng ma khí thông thiên do chiến bên ngoài thái cổ yêu thành. Mỗi một lần va chạm, những tiếng ẩm vang rung trời lại truyền ra. Rất nhiều những ý thiên yêu bên ngoài thành trực tiếp bị đánh chết mười mấy luồng ma khí thông thiên ngăn cản phương hàn bên ngoài thành có thể thấy được lực lượng này mạnh tới mức nào phương hàn từ khi tiến vào thái cổ chi khư luôn sát thần diệt phật tung hoành vô địch yêu ma gì cũng trực tiếp chém giết nhưng hiện tại dưới mười mấy luồng ma khí thông thiên này hắn lại hơi gian nan đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong mười mấy luồng ma khí thông thiên này truyền ra ý niệm khiếp sợ hiển nhiên đám cường giả dạ yêu ma này cũng đã giật mình nhiều cường giả dạ như vậy liên thủ lại không thể thu thập được một kẻ có cảnh giới tổ tiên đột nhiên trường hà biến thành chân thân của phương hàn bàn tay nắm thành quyền va chạm với một đạo yêu hỏa xanh biếc do ma khí tạo thành yêu hỏa kia chấn động một cái không ngờ không tản ra trong đó có bất diệt linh quang cứng rắn như kim cương căn bản sẽ không tan biến đây là một yêu ma cấp bậc nguyên tiên trung dài phương hàn va chạm một cái liền nhận ra yêu ma này đang ngồi xếp bằng ở trong thái cổ yêu thành là một lão già khuôn mặt âm trầm trên đầu có đôi sừng hư uốn lượn nhìn như là một con thái cổ lộc yêu bởi thực lực mạnh mẽ nên có thể chỉ huy như ý thiên yêu. Lão già này không biết ngừng luyện ra yêu thuật vô thượng gì, trong tay cầm một ngọn lửa bích lục thông thiên rất lớn, trực tiếp thiêu đốt tới đây. Trong ngọn lửa này có hơn 10 triệu đại tiên thuật tạo thành một đại trận, đánh thẳng tới, khi lực có thể sánh ngang rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm liên hợp lại. Một chiêu này vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện tu vi sâu không thể lường. Nếu như chỉ quyết đấu một mình thì Phương Hàn tự tin có thể có cách đánh chết đối phương, nhưng hiện giờ lại phải đấu với mười mấy lão yêu, thậm chí có hai lão yêu trong đó mạnh mẽ như tiểu thạch hoàng. Dưới tình huống như vậy, Phương Hàn muốn đánh chết toàn bộ đối phương thì đúng là không có khả năng. Lại một luồng thần quang thông thiên màu tím đỏ quét tới bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Chỉ thấy một yêu ma màu đỏ, trên lưng hiện ra một đôi cánh lửa giống như khổng tước giang cánh, không ngờ là một đầu thượng cổ hỏa mãnh thú tỷ hưu. Trong 10 luồng ma quang thông thiên này, cường đại nhất là một luồng ma quang màu tím và một luồng màu bạch kim phương hàn cũng nhận thấy sử dụng hai luồng ma quang này là một nữ yêu ma mặc y phục màu tím và một nam tử yêu ma mặc y phục màu trắng nam tử nọ là một con bạch khổng tước sau lưng có một cây quạt lóe lên ánh sáng trắng không ngừng mỗi một đạo bạch quang lóe lên đều có uy thế khiến sơn hà sụp đổ trời nghiêng đất ngả thực lực hai yêu ma này quả không giới tiểu thạch hoàng tống đằng phi dù còn chưa tới cấp độ bán thánh trong truyền thuyết nhưng cũng khiến phương hàn rất đau đầu mà đám yêu ma này liên hợp cùng một chỗ thần quang oanh kích ra mỗi một lần công kích đều khiến không gian xuất hiện lỗ hổng dù phương hàn thi triển lực lượng thế nào thì cũng không thể lại gần thái cổ yêu thành này chút nào đừng nói tới chuyện tiến vào trong đó thu hoạch linh mạch vương giai đương nhiên đám yêu ma này liên thủ lại cũng không có cách nào đánh chết phương hàn phương hàn trong lúc tranh đấu kiếp vân trong hư không trên đỉnh đầu càng lúc càng mạnh tự hồ sắp sửa giáng xuống đám yêu ma này cường đại như thế ta căn bản là không thể đột phá nổi đã không làm thì thôi đã làm thì dứt khoát làm cho xong lần này ta dẫn phát kiếp số bao phủ toàn bộ Thái cổ yêu thành mới được. Phương Hàn trượt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tầng tầng không gian trên đỉnh đầu vỡ vụn, vô số lôi đỉnh, hỏa vũ, thiểm điện hình người, thiên cung do thiểm điện nhưng tụ thành, binh khí, pháp bảo liền ầm ầm oanh kích xuống. Lập tức cả bình nguyên của ma quật biến thành thế giới của lôi đỉnh thiểm điện. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý, đao thương thiểm điện, hàn quang bắn ra bốn phía, phích lịch chiến cổ, chấn khắp bốn phương. Tiểu phủ hoàng. Tiểu Vũ Hoàng và các thánh tử khác cuống quyết lui lại phía sau, sợ bị kiếp số này lan tới, mặt vàng như đất. Tiểu Vũ Hoàng thậm chí thấy được trong lôi đỉnh kia có một con phi mã do thiểm điện ngưng tụ, bên trên xuất hiện một thiên thần do thiểm điện tạo thành, tay cầm trường đao vung lên mạnh mẽ, tiếng xét đánh ầm ầm vang lên, chấn động càn khôn. Hư ảnh của điện hoàng không ngờ lại huyễn hóa ra là thứ này. Thiểm điện thiên cung cũng xuất hiện rồi. Một tòa thiên cung khổng lồ do thiểm điện biến thành xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, lực sát thương bắn ra từ phía, có thể phá hủy tất cả những tạo vật dám phản kháng lại thiên uy. Phương Hàn lúc này phát động thiên kiếp sớm hơn, đối kháng với ma quang. Mười mấy đạo ma quang thông thiên đột nhiên trong lúc không đề phòng liền bị lôi đình thiểm điện phủ xuống đánh tan nát, quả thực không có chút biện pháp ngăn cản. Thiên kiếp do Phương Hàn dẫn phát phi thường lợi hại, thiểm điện phá diệt vạn tà. Thông thiên ma quang gãy nát, Phương Hàn lập tức thừa dịp thiểm điện đang đánh phá liền lao vào trong thái cổ yêu thành. Yêu tộc như ý thiên yêu bên ngoài thành lúc này đều tan nát, hóa thành cho bụi, từng luồng tinh khí đều bị Phương Hàn hấp thu, đại đa số những tia chớp này đều hướng về phía phương hàn muốn hủy diệt hắn nhưng dư âm của chúng cũng đủ khiến yêu ma tan xương nát thịt tất cả yêu ma thấy thiểm điện của thiên kiếp lần này đều lui lại phía sau một nỗi sợ hãi trong bản năng dâng trào không tốt hắn dẫn phát thiên kiếp muốn mượn trợ giúp của thiên kiếp hủy diệt thành này muốn đoạt tất cả bảo tàng nơi đây một yêu ma bay lên rời xa thiên kiếp nếu không phương hàn vọt tới liền khiến hắn cũng bị cuốn vào khẳng định cũng bị thiên kiếp hủy diệt mười mấy tuyệt thế yêu ma hùng mạnh đều bay lên biến thành những luồng sáng thoát ly khỏi thành trì của yêu tộc này. Không thể đi, chúng ta tích xúc vô số năm ở nơi này, thật vất vả mới tụ ra được 108 linh mạch vương giai, bố trí thành đại trận, tu thành tuyệt thế kỳ công. Bước tiếp theo ta có thể thừa cơ thoát khỏi thái cổ chi khư này, tới trong thiên giới, tiêu rào tự tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này còn có rất nhiều bảo tàng vô cùng cường đại do chúng ta luyện chế thành. Pháp bảo dung nhập vào trong yêu thành là thứ trọng yếu chúng ta phải dựa vào để độ xuất thái cổ chi khư bị hắn cướp đoạt không kiêng nể tổn thất thảm trọng rồi lên thủ một lần nữa chấn áp người này hắn sắp vượt qua thiên kiếp khẳng định nguyên khí đại thương chúng ta lúc đó có thể cắn nuốt hắn tu vi một bước lên trời thậm chí có khả năng lĩnh ngộ gia đạo của thánh nhân hắn còn chưa tăng cấp lên nguyên tiên đã có thể chống lại chúng ta khẳng định là nhân vật tuyệt đại chuyển thế thậm chí có thể là vĩnh cổ thiên quân chuyển thế chúng ta cắn nuốt hắn về sau nhất định không có ai địch lại đám yêu ma này ngưng tụ lại vừa bay đi vừa trao đổi nữ yêu ma cường đại mặc y phục màu tím còn cả yêu ma do bạch khổng tước hóa thân cũng phát ra thần quang tuyệt thế ngăn cản dư âm của thiên kiếp đúng lúc này thì phương hàn đã nhảy vào bên trong thái cổ yêu thành thấy được linh mạch vương giai như dây leo ở trung ương thành trì không ngờ nơi này lại có tới 108 linh mạch mỗi một linh mạch đều tràn ngập sức sống còn lớn hơn linh mạch vương giai bên ngoài những linh mạch này hợp thành một đại trận vận chuyển của thành trì yêu tộc mà trong thành trì này còn có rất nhiều nơi nhiều cung điện cũng phát ra khí tức của tiên khí tuyệt phẩm đều là do đám yêu ma này ngưng luyện ra muốn làm cho thành trì yêu tộc này hóa thành một tòa thành trì vô địch phá tan không gian thái cổ chi khư thoát tới thiên giới tư giao tự tại đám yêu ma này hiển nhiên là bị thiên đình trục xuất đẩy vào trong lao ngục thái cổ chi khư không lúc nào là không muốn ra ngoài rời khỏi trốn lao tù này được mấy thứ này đều tiện nghi cho ta rồi ta bị thiên kiếp đánh tới nguyên khí toàn thân đều bị tổn hại phương hàn thầm mừng rỡ lập tức lao tới hút linh mạch vương giai lôi quang và đại quân thiểm điện hình người đánh sâu vào thân thể hắn cho dù hắn là tinh thể thần quốc đạt cảnh giới thiên địa nhất thể mà gặp phải loại thiên kiếp này thì cũng phải cố hết sức vừa giống giận phương hàn liền thấy trong đám thiểm điện có kim qua thiết mã có rất nhiều hư ảnh điện hoàng tay cầm đại đao lao tới chém giết mình thiểm điện đao của đối phương vung lên triển khai võ học tuyệt thế mỗi đao đều khiến thân thể hắn bị thương cùng lúc đó thiên cung thiểm điện giáng xuống mỗi khi đánh lên thân thể hắn đều nổ mạnh từng luồng lôi đình chui vào trong tinh thể thần quốc, bắt đầu phá hoại từ bên trong. Ngay trong lúc này, thân thể Phương Hàn đã bị phá hủy tới 3 phần, tinh thể thần quốc bên ngoài tan thành bột phấn, tổ thần diệt vong, khiến cho hung uy của hắn giảm đi rất nhiều. Chẳng qua hắn lại có chân khí bổ thiên cực kỳ mênh mông bù đắp. Hai tay Phương Hàn giơ lên trời, trong thân thể có nguyên khí không ngừng tràn ra, khôi phục tinh thể thần quốc vừa bị nghiền nát này. Chỉ trong một nhịp thở hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai mắt hắn quét ra, ánh mắt bắn tới khiến rất nhiều hư ảnh điện hoàng đều bị đánh nát, hóa thành nguyên khí bổ dưỡng tiến vào cơ thể hắn. Một tòa thiên cung vừa chuẩn bị rơi xuống liền bị hắn há to miệng nuốt luôn vào trong bụng. Hắn lại ăn tươi nuốt sống thiên kiếp, mà trong thân thể hắn, một linh mạch vương giai bị thiêu đốt mãnh liệt, lực lượng giao hòa với thiên kiếp, không ngừng rèn luyện pháp tắc tổ tiên trong thân thể hắn, muốn chuyển hóa thành bất diệt linh quang của nguyên tiên. Thiên kiếp mặc dù hùng mạnh, có thể đánh tan người ta ra thành từng mảnh nhưng chỉ cần người độ thiên kiếp đủ mạnh thì có thể thôi động nguyên thủy khí thiêu đốt, luyện hóa thiên kiếp, ngưng luyện thành pháp tắc của bản thân, để cao cảnh giới. Hiện giờ Phương Hàn chính là như vậy. Trong khi xông vào thành trì của Thái Cổ yêu tộc, nhìn thấy một đại trận do 108 linh mạch vương giai tạo thành, hắn liền lập tức bắt đầu thu lấy, bắt đầu thiêu đốt. Dưới sự vận chuyển của pháp lực hùng mạnh, dưới sự ngưng luyện của pháp tắc tổ tiên trong toàn thân hắn, ở phía sau đầu hắn dần dần hiện lên một đạo bất diệt linh quang hiện giờ hắn đang ở trạng thái quá độ lên nguyên tiên còn chưa chính thức tu thành nguyên tiên nhưng thiên kiếp tiếp theo cũng càng ngày càng hùng mạnh mỗi một đạo thiên kiếp cũng đều có thể phá vỡ lớp ra bên ngoài thân thể hắn phá hoại tinh thể thần quốc cũng may hắn có đủ chân khí bổ thiên chữa trị nếu không cho dù có thể vượt qua cũng sẽ đại thương nguyên khí bị tà ma áp chế nhưng hiện giờ lúc nào hắn cũng bảo trì trạng thái tốt nhất không ngừng bổ sung chân khí từ trong thiên kiếp hóa thành tu vi của bản thân ánh mắt hắn cũng đồng thời cũng nhìn về phía thái cổ yêu thành đột nhiên chụp mạnh một cái. Một cây cột đá rất lớn bị túm lên. Cây cột đá này không ngờ là một tiên khí tuyệt phẩm, rất nhiều hồn phách yêu thú hùng mạnh bị phong ấn ở trên đó, cũng có bất diệt linh quang lóe lên. Cây cột bị Phương Hàn nắm trong tay, bất diệt linh quang trên đó, pháp tắc nguyên tiên lập tức tiến vào trong bổ thiên lô, hóa thành chân khí bổ thiên. Thiên kiếp này không biết sẽ tiếp tục trong bao lâu, chân khí bổ thiên nếu như trước thiên kiếp đã dùng hết, như vậy thì chỉ có thể dựa vào nguyên khí của chính mình để đối kháng, nguyên khí sẽ đại thương, cho dù vượt qua thiên kiếp cũng giữ nhiều làng ít. Cho nên hiện giờ hắn tìm kiếm hết thảy những pháp tắc, dung hợp để biến thành chân khí bổ thiên. Cũng may trong thái cổ cổ yêu thành này khắp nơi đều là pháp tắc nguyên tiên, pháp tắc tổ tiên, cho nên cũng đủ để cho hắn từ từ cắn nuốt, hóa thành chân khí bổ thiên, khiến cho hắn thậm chí có thể có được trạng thái tốt nhất sau khi vượt qua thiên kiếp. Nếu vậy thì sẽ không còn có ai có tư cách để khiêu chiến với hắn. Xét đánh. Lại một đạo sấm xét giáng xuống, mạnh mẽ bổ xuống người Phương Hàn biến làn da trên thân thể hắn thành màu đen kịt. Ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thể thần quốc. Toàn bộ bề mặt làn da hắn đều là những vết nứt. Đạo sấm sét này giống như là một thanh trọng kiếm, vẽ ra một đường tròn, thi triển võ học trên không trung. Dưới lôi đình thiểm điện này, không ít binh khí hiện ra. Khi chúng mới bắt đầu hạ xuống còn có chút lộn xộn, Phương Hàn hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhưng càng về sau, những binh khí này dường như có người thao túng, không ngờ ẩn chứa ý chí của tuyệt thế võ đạo. Những binh khí này bộc phát ra một uy lực võ đạo hùng mạnh nhất trên không trung, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sự bá đạo, sát sinh, ý niệm tàn sát, hủy diệt tất cả mọi thứ. Đạo trọng kiếm này vừa rồi mới giáng xuống, Phương Hàn đã nhìn thấy rõ ràng là một chiêu có tên đại xảo nhục chuyết, thế đánh như muốn nghiền nát hắn. Khôi phục, chân khí bổ thiên lại phát huy tác dụng. Những tinh thể thần quốc bị nghiền nát kia lóe lên một chút, từng khối lấp lánh rồi lại trở nên sáng như ngọc. Bàn tay to của hắn giơ cao lên tung một trào, thanh trọng kiếm sấm sét kia liền bị túm lấy, nguyên thủy chân hỏa hừng hực tế luyện từng chút một, dung nhập nó vào thân thể. Một đạo ý niệm võ học huyền ảo vang vọng trong đầu hắn. Thiên kiếp đã lên tới tột đỉnh, những binh khí hư ảo này tuy lợi hại, lại ẩn chứa thần thông võ đạo, nhưng chỉ cần có thể tiếp được, lại đưa vào luyện hóa ở trong cơ thể thì sẽ xuất ra được một dấu vết võ đạo thiên nhiên, tăng cường tu vi. Cứ luyện hóa thêm được một kiện thì dấu vết võ đạo thiên nhiên sẽ lại nhiều hơn một chút. Vừa luyện hóa xong trọng kiếm kia, lập tức một đạo ngân quang hóa thành một thanh trường mâu từ trên bầu trời lao tới mô ảnh nháng lên một cái bài sơn đảo hải như gió như lửa như núi như rừng phương hàn vừa nhìn đã biết chiêu trường mâu điện quang này ẩn chứa ý niệm võ đạo phong lâm hòa sơn nhanh như gió thong thả như rừng xâm lực như lửa bất động như núi đây là một trong những đạo lý võ học tối cao trường mâu điện quang đột nhiên phá vỡ không gian đánh lên thân thể phương hàn mỗi một lần đâm xuống liền khiến cho tinh thể nổ tung Tứ đại ý niệm ẩn chứa trong trường mâu điện quang kia không ngờ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hai tay Phương Hàn liên tục chấn động, bắn lên trên trường mâu chống lại sự công kích của nó. Đột nhiên một chỉ phá vỡ mâu ảnh tại trung tâm trường mâu, ý niệm võ đạo phong lâm hỏa sơn trong đó bị hắn mạnh mẽ thu lấy, lại dung nhập vào trong thân thể, bất diệt linh quang ở phía sau đầu lại càng ngày càng sáng chói. Pháp tắc tổ tiên toàn thân không ngừng bưng tụ về hướng một nguyên điểm. Ý niệm võ đạo kia trong khi tiến vào thiên võ đạo trong văn minh sử, khiến cho võ đạo của Phương Hàn trong văn minh sử cũng bắt đầu thăng cấp. Võ đạo trong văn minh sử mỗi một lần thăng cấp có thể gia tăng không ít lực lượng, khiến cho thân pháp, quyền kình, sự nhanh nhẹn, sắc bén đối với sự biến ảo của không gian, lĩnh ngộ của Phương Hàn đều có tác dụng rất lớn. Lôi quang lóe lên, hàng chục binh khí xuất hiện trên bầu trời. Đủ loại binh khí, thương có, đao có, phương thiên họa kích có, thậm chí Phương Hàn còn nhìn thấy cả một lôi thành cổ xưa hiện ra. Bên trong lôi thành kia xuất hiện một lôi pháo khổng lồ. Không ngờ lôi pháo này rất giống với lôi pháo bất hủ của Phương Thanh Tuyết kia nó không ngừng ẩn hiện trên không trung, vô số tinh quang ngưng tụ lại bốn phía xung quanh lôi pháo, khí tức hủy diệt từ trong đó phát ra, không đánh thì thôi, một khi đánh tới hẳn phải kinh thiên động địa. Không ổn. Phương Hàn cảm giác được khí tức của lôi pháo này, cũng biết rằng một đòn này là vô cùng dũng mãnh nhưng hắn cũng không có cách chạy thoát. Thiên kiếp này có liên quan tới khí tức của hắn, bất luận là đi tới nơi nào, thiên kiếp kia cũng đều sẽ giáng xuống, tiến hành tấn công hắn. Mấy chục binh khí hạ xuống trước tiên, một tòa lôi tháp cũng để xuống, còn ẩn chứa một ý niệm võ đạo. Một chư thập phương vận động ẩn chứa sự biến hóa huyền bí của không gian, muốn đem Phương Hàn bị đè nát dưới khối không gian này. Nhưng lúc này Phương Hàn nâng tay lên trực tiếp đánh cho tan nát, bắt hết lấy. Một cái lôi điện thần trung trong nháy mắt bao trùm xuống, khắp mọi nơi phát ra đủ loại khí tức, thanh âm du dương, dư âm hóa thành lôi hỏa, cũng là một loại võ đạo cửu thiên lôi động. Phương Hàn thấy tình hình khẩn cấp, gào to lên một tiếng. Thần trung vỡ tan, bị hắn hút vào trong miệng. Nhưng ở phía sau, thần đao lôi điện phương thiên họa kích, toàn bộ tất cả các binh khí đã đánh xuống đầu hắn. Đầu hắn phải chịu một đòn nặng như vậy khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, chân khí toàn thân suýt nữa không kịp tiếp tế, thậm chí ngay cả trên mặt bát bộ phù đồ của trí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể cũng xuất hiện vết rách. Một đòn này đã khiến cho hắn bị thương. Thiên kiếp thật lợi hại. Nếu như là tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng thì lần này đã bị đánh chết. Mai sao lại là ta? Đầu của Phương Hàn bị nhiều binh khí tấn công như vậy, nếu là người bình thường thì đã sớm bị đánh cho nát vụn. Nhưng trên đầu hắn lại tỏa ra từng luồng hào quang, hướng lên trên quét qua, cắn nát toàn bộ những binh khí này, nhét vào thiên môn trên đỉnh đầu. Cắn nát nhiều binh khí như vậy, đạt được rất nhiều ý niệm võ đạo hùng hậu, đang muốn cắn nuốt một hơi, đột nhiên vào lúc này, khí lưu chấn động, lôi pháo khổng lồ kia nổ tung. Trước mắt Phương Hàn lóe lên một đám tinh quang, hai mắt không mở ra nổi. Không ổn, lôi pháo kia phát động rồi. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, thân thể bị dính một đòn rất mạnh, tinh thể thần quốc toàn thân ầm ầm nứt ra gần như đã bị phá hủy hơn phân nửa. Trong thiên kiếp trên bầu trời, lôi pháo trên lôi thành khổng lồ kia bắn ra tinh quang, xuyên thủng không gian trực tiếp bắn lên người hắn, khiến cho thân thể hắn bị xé nát. Lực lượng tạo hóa, dĩ bổ thương thiên. Phương Hàn vội vàng giống to lên, trong thân thể bộc phát ra chân khí bổ thiên nồng đậm. Từ bổ thiên lô ở trong cơ thể, gần như tất cả chân khí bổ thiên đều bắt đầu sôi trào, toàn bộ bay ra, chữa trị một cách triệt để. Tinh thể thần quốc bị phá vỡ trên người được chữa trị với tốc độ rất nhanh lôi pháo không ngừng loé sáng tấn công lên người hắn thân thể của hắn đã nổ tung nhưng vẫn không ngừng được chữa trị khiến người ta nhìn thấy mà phải giật mình người này người này quá mạnh mười mấy yêu ma hùng mạnh nhìn thấy phương hàn ở trong lôi kiếp tiếp nhận sự tấn công của lôi pháo nhưng lại hồi phục nhanh chóng càng ngày càng mạnh đều chấn động kinh hồn thiếu chút nữa là rơi xuống mặt đất vốn bọn họ cũng muốn xông vào trong kiếp vân đánh chết phương hàn bạo hiểm một chút cũng không sao nhưng phương hàn hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội đó bởi vì mỗi một lần bị tấn công phương hàn lại có thể khôi phục lại cho nháy mắt với tốc độ nhanh nhất vào thời khắc hắn toàn thịnh như vậy mà xông vào thì chắc chắn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa nhìn phương hàn như vậy đám yêu ma này cũng không dám tiến vào nữa làm sao bây giờ nếu để cho hắn thăng cấp tới cảnh giới nguyên tiên sợ rằng chúng ta khó thoát khỏi ma trường của hắn một lão yêu nói các vị chú ý ta đã nhìn rõ rồi trên thân thể người này có một loại chân khí rất cổ quái có thể khôi phục thân thể một cách rất nhanh chóng thậm chí là phát triển. Nhưng nếu cứ như vậy, thiên kiếp của hắn sẽ ngày càng lợi hại. Chân khí kia khẳng định là có hạn, không thể chữa trị vô hạn, bằng không hắn sẽ là vô địch rồi. Nam tử yêu ma áo trắng do khổng tước màu trắng hóa thành nói. Chúng ta chờ cho chân khí của hắn tiêu hao không còn, khi hắn duy kiệt sẽ một đòn giết chết, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ bị tiêu diệt. Đây là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc là bên trong thái cổ yêu thành kia còn có một ít bảo tàng là do tâm huyết của chúng ta góp thành, còn có 108 linh mạch vương giai kia. Lão yêu đầu hưu nói, có đáng gì? Nữ tử áo tím nói, giá trị của người này còn hơn xa thái cổ yêu thành. Đúng lúc nữ tử này dứt lời, đột nhiên trong thiên kiếp truyền ra một tiếng giống của Phương Hàn. Trong ngáy mắt hắn vươn tay phải ra, hướng lên bầu trời nhấn một cái, chân khí khổng lồ bạo phát, bắn phá sấm sét ở trên không trung. Lôi pháo cũng nổ tung thành vô số tinh quang, bắn tung ra khắp nơi. Sấm sét nổ tung vang đi khắp nơi, những gợn sóng tràn ra, hóa thành những đám mây hình nấm khổng lồ, nhanh chóng lùi lại. Thiên kiếp quá mạnh, những yêu ma này nhìn thấy thiên kiếp đến quá mạnh, biết được sự lợi hại trong đó liền lập tức lùi lại phía sau. Có một yêu ma lùi lại chậm một chút liền bị luồng khí do xâm xét nổ tung tạo thành cuốn vào trong, phát ra một tiếng kêu thảm, chết ngay lập tức. Ngay cả bất diệt linh quang, pháp tắc nguyên tiên cũng đều nhập vào trong lôi bạo. Có thể thấy được thiên kiếp của phương Hàn lợi hại đến như thế nào. Phương Hàn dùng chân khí bổ thiên tu phục bản thân, thừa thế triển khai phản kích, đánh ra một chảo, khiến bạo lôi trong kiếp vân tan tành hủy diệt cổ pháo. Một luồng ý niệm truyền ra, không ngờ là một môn võ học ý niệm lôi pháo kích tiến nhập cơ thể hắn. Môn võ học này có thể lợi dụng lôi điện ngưng tụ thành pháo, dưới một kích này tạo ra lực sát thương rất lớn. Lôi thành tan biến, tổ tiên pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn lại một lần nữa tiến lên thành bất diệt linh quang, trở thành một nguyên điểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn không ngừng có pháp tắc tổ tiên cuồn cuộn bốc ra. Trong thiên kiếp, tiềm lực của con người được kích phát toàn bộ, chân chính đứng trong một loại trạng thái ngộ đạo, Tất cả sinh cơ ngưng tụ thành pháp tắc, muốn đột phá cảnh giới, cho nên tiêu hao nguyên thủy khí của linh mạch nhiều hơn bình thường cả vạn lần. Nhưng Lôi Thành sau khi bị đánh tan, thiên kiếp không tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc, tựa hồ ông trời cũng không muốn kẻ cường đại như Phương Hàn tu thành nguyên tiên, sau này nghịch thiên. Quá trình trưởng thành của hắn hoàn toàn là nghịch thiên. Kẻ nghịch thiên tất nhiên sẽ bị trời ghen ghét, khẳng định thiên địa pháp tắc muốn diệt sát những người như Phương Hàn. Kiếp phân tiến tới rất nhanh, ngưng tụ lại thành các loại dị tượng, long hồ chân hình Vạn thú bôn đằng, còn có lôi điện ngưng tụ thành tinh không, đại thế giới, hư không khác cũng hiện ra toàn bộ. Vạn tượng thiên kiếp, đây là vạn tượng thiên kiếp, làm sao hắn lại có thiên kiếp như vậy? Nghe đồn trong sách vở xa xưa nhất của Thiên Đình có ghi lại, thời điểm tạo hóa tiên vương rèn tạo hóa thần khí mới gặp phải kiếp số này. Nghe đồn đó là do lực lượng mạnh mẽ của thiên địa nhằm vào cảnh giới thiên địa nhất thể mà diệt sát, tạo hóa thần khí có cảnh giới thiên địa nhất thể, chẳng khác gì chống lại thiên địa, quy tắc thiên địa đương nhiên không cho phép tồn tại như vậy xuất hiện nhất định phải tiêu diệt một lão yêu thấy đồ hình của quái xuất hiện trong thiên kiếp lập tức cuống quýt lui lại phía sau vô số dặm mà những người còn lại thì như nhìn thấy quỷ sao lại có thể như thế chẳng lẽ người này là tạo hóa thần khí chuyển thế sao không ngờ lại đạt được cảnh giới thiên địa nhất thể nam tử yêu ma do bạch khổng tước hóa thành vừa nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng lui lại phía sau sợ bị thiên kiếp lan tới gần nếu thế thì thái cổ yêu thành của chúng ta lần này xem như bị hủy rồi người này nếu bị thiên kiếp đánh chết thì chúng ta chẳng thể chiếm được gì chẳng còn cách nào. Vạn tượng thiên kiếp này vừa xuất hiện, chúng ta hơi ở gần một chút liền lập tức bị cuốn vào thiên kiếp, hồn phi phách tán ngay. Nữ tử yêu ma mặc áo tím lắc đầu. Người này cường đại như vậy, chưa chắc đã bị đánh chết, nhưng khẳng định sẽ bị trọng thương. Cảnh giới thiên địa nhất thể này là cảnh giới mà người tu đạo luôn mơ ước, dù là một số thiên quân cũng không có đâu. Có loại cảnh giới này thì chúng ta có thể đột phá thái cổ chi khư này không chút khó khăn, lại có thể tạo thành một tòa thành chi thái cổ, phong ấn người này trong đó giống như khí linh, vậy thì không phải có chút năng lực của tạo hóa thần khí sao? Nếu không ngừng hoàn thiện thì từ nay về sau trong thiên địa còn ai là đối thủ của chúng ta nữa? Đôi mắt lão yêu ma do hỏa tỳ hưu biến thành lấp lánh ánh sáng, đầy vẻ thèm khát. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Hàn đã chính thức gặp phải thiên kiếp kinh khủng. Lôi điện hóa thành sơn hà đồ ngàn dặm giáng xuống, quả thực có được uy lực của thạch đồ của tiểu thạch hoàng, nhẹ nhàng hạ xuống như lại khiến tất cả nguyên khí bị cuốn đi. Thậm chí Phương Hàn có cảm giác như tinh khí bản thân hắn cũng bị sơn hà đồ ngàn dặm này cướp đoạt một chút, cả người đều nhập vào bên trong bức tranh này, bị nó luyện hóa. Song trường của hắn lập tức chấn động, đánh ra kỷ nguyên thần quyền, xuyên qua sơn hà đồ, xé rách lôi đỉnh sơn hà đồ. Nhưng lực lượng trên sơn hà đồ cũng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, bắt đầu xóa bỏ nguyên khí của bản thân hắn, nhưng cuối cùng bị hắn dùng nguyên thủy khí hàng phục. Nhưng sơn hà đồ này vừa bị đánh tan thì trên bầu trời lại có xã tắc đồ rơi xuống. Lôi đỉnh lấp lánh, quang mang vạn trượng, mãnh liệt hạ xuống bao phủ toàn thân Phương Hàn, vừa xoay quanh vừa bộc phát ra lôi hỏa hừng hực, muốn lập tức luyện hóa hắn. Phương Hàn dùng hết toàn lực chống đỡ, cũng khiến cho xã tác đồ nổ tung. Nhưng trên bầu trời lại rơi xuống hàng loạt đồ hình lợi hại hơn nữa. Càn khôn đồ, tinh thần đồ, tự nhiên đồ, vạn hoàng đồ. Lần lượt từng đạo đồ hình từ trong lôi đình rơi xuống, thiên trương cổ xưa hiện ra khắp nơi, bao phủ phương hàn. Các loại thần đồ va chạm với nhau, tương đương với những khối đại địa đang đè ép tới. Các đạo đồ này so với binh khí lôi đình, đại quân lôi đình còn lợi hại hơn, mỗi một luồng lôi đình lại sinh ra một đạo đồ, có lực lượng trực tiếp có thể giết chết một nguyên tiên. Phương Hàn lại một lần nữa xé tan đạo đồ, giống như vô hủy diệt, đôi bàn tay to lớn túm một cái, khiến đạo đồ bị đánh tan, càng đành càng hăng. Trong thành trì của yêu tộc lúc này mặt đất tan vỡ rất nhiều, cũng có rất nhiều bảo tàng trong thành trì này cũng bay lên, tiến vào trong bổ thiên lô, hóa thành chân khí bổ thiên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tám linh mạch vương giai trong cơ thể Phương Hàn đã bị thiêu đốt toàn bộ. Lúc này nguyên thủy khí đã không còn đủ nữa nhưng trong thái cổ yêu thành này còn có đại trận do 108 linh mạch vương giai tạo thành còn chưa bay ra. Phương Hàn tiện tay chụp một cái, linh mạch vương gia lập tức rơi vào tay hắn, trực tiếp bị hắn thiêu đốt, toàn thân bộc phát ra chiến lực gấp 33 lần, sẽ tan tất cả đạo đồ mà luyện hóa. Lúc này chân khí của Bổ Thiên Lô đã từ từ giảm đi, dù hắn có luyện hóa rất nhiều bảo tàng trong thái cổ yêu thành nhưng dù sao vẫn bị tiêu hao rất nhiều trong thiên kiếp. Sớm biết thế này thì ta ở thiên địa liên minh đã mua sắm thật nhiều Phật chi rồi. Phương Hàn thấy chân khí bổ thiên đã giảm đi mà xu thế của thiên kiếp trên bầu trời lại không yếu bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, đạo đồ vẫn rơi xuống liên tiếp, nặng như sơn nhạc khiến tâm tư của hắn cũng trầm trọng hẳn lên. Thôn phệ chư thiên, hắn lại một lần nữa vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể. Cả thái cổ yêu thành lúc này vỡ tan thành từng mảnh. Tinh thể thần quốc toàn thân hắn vận chuyển mãnh liệt. Ầm một tiếng, quanh thân thể hắn xuất hiện trăm ngàn hắc động, lấy bản thân Phương Hàn làm trung tâm khiến thái cổ yêu thành không ngờ bắt đầu sụp đổ hướng về phía trung ương tiếng động giống như quỷ khóc thần gào vang lên. Rất nhiều yêu ma ẩn sâu trong thái cổ yêu thành lúc này đều bị hút ra, hóa thành thuốc bổ cho Phương Hàn, pháp tắc biến thành chân khí bổ thiên, cũng có rất nhiều tài liệu của yêu thành bay lên dung nhập vào trong hắc động. Bản thể của tòa yêu thành này vốn là thiên tài địa bảo, không biết bao nhiêu yêu ma tế luyện từng ngày từng đêm, pháp tắc đã sớm thẩm thấu vào trong đó. Hiện tại Phương Hàn đang muốn thôn phệ toàn bộ yêu thành này, hóa thành chân khí bổ thiên, đối kháng với thiên kiếp. Toàn bộ đại trận 108 linh mạch vương giai kia cũng tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Nguyên thủy khí của linh mạch cường đại như vậy sau khi tiến vào thân thể liền khiến Phương Hàn lập tức cảm thấy cơ thể không tự chủ được mà bành trướng ra, trở nên cao lớn, tràn ngập lực lượng. Chân khí bổ thiên cũng từ từ tăng lên, lại nhiều trở lại. Vạn hoàng đồ lại một lần nữa xuất hiện. Vạn hoàng đồ do Lôi Đình ngưng tụ ra, trên đó có cả vạn hoàng giả, đều là hoàng giả thần linh do thiên địa tự nhiên hóa thành, trong đó có Phong hoàng, Lôi hoàng, Điện hoàng, Thủy hoàng, khí hoàng, đủ loại hư ảnh hiện ra. Mỗi một hoàng giả đều dùng võ học trí tôn đánh tới Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn sắp bị vạn hoàng đồ này diệt sát. Quỷ Vũ Thánh Đồ, Văn Minh Thần Tộc. Phương Hàn lập tức thúc giục Kỷ Nguyên Thư đánh ra Quỷ Vũ Thánh Đồ một lần nữa. Thánh Đồ hiện tại đang dần dần kết hợp với thạch đồ 10 vạn đại châu của Thiên Đình, thể hiện ra uy lực của nó. Quỷ Vũ Thánh Đồ xuất hiện, vạn hoàng đạo đồ lập tức nổ tung. Rất nhiều hoàng giả đều bị hư ảnh của Quỷ Vũ Thiên Quân đánh tan, bắt lấy lôi vào trong Quỷ Vũ Thánh Đồ cuối cùng tấm vạn hoàng đạo đồ này liền sụp đổ, bị Phương Hàn hấp thu. Thần đồ do lôi điện tạo thành rơi xuống từ trên bầu trời rốt cục bị quét sạch, bị Phương Hàn đánh tan toàn bộ. Cho tới hiện tại thiên kiếp mới tạm dừng. Phương Hàn cuối cùng cũng thở phào được một hơi, nhưng hắn vừa mới thở ra được một nửa thì thiên kiếp trên không trung lại tiếp tục vận chuyển. Một luồng sấm sét bắt đầu phát tán ra, ngưng kết thành một hư ảnh đế vương chân đạp trên lôi vân, điện long lượn quanh thân thể, cao tới vạn trượng, hai mắt sáng ngời. Rồi đế thiên quân, tiểu vũ hoàng, Tiểu phủ hoàng quan sát Phương Hàn độ kiếp vô cùng cẩn thận, vốn bọn họ tưởng rằng đạo đồ bị Phương Hàn diệt sạch thì thiên kiếp sẽ biến mất, nhưng tuyệt đối không thể ngờ nổi là trong thiên kiếp này lại xuất hiện cả chân hình của Lôi Đế Thiên Quân, thực sự là kinh khủng dị thường rồi. Loại thiên kiếp thế này đã không còn giống kiếp số mà căn bản là không cho phép Phương Hàn sống sót vượt qua. Nếu đúng theo đạo lý thì dù thiên kiếp có kinh khủng thế nào thì thiên địa cũng phải lưu lại một đường sống mới phải. Nhưng hiện tại hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân xuất hiện quả thực khiến cho tất cả sinh cơ như không còn nữa hư ảnh cao lớn của lôi đế thiên quân trong kiếp vân ngưng tụ thành hình trên thân thể có rất nhiều con mắt lôi phạt mở ra lập tức trong thiên địa tràn ngập lôi quang lôi quang nổ mạnh khắp nơi bắt đầu hủy diệt thế giới trong yêu ma động này hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện trong thiên kiếp mang theo y lực diệt thế con mắt lôi phạt trên thân thể hắn mở ra liền chiếu xuống hơn 10 yêu ma thủ đoạn thông thiên kia trong đó một số có tu vi yếu hơn mới đạt tu vi nguyên tiên trung giai lập tức kêu lên thảm thiết thân thể bị xuyên thủng toàn thân tỏa ra sương khói mù mịt sắp sửa bị hòa tan vào trong ánh mắt lôi phạt không xong chạy mau chạy mau yêu ma do bạch khổng tước hóa thành giống to trong thiên kiếp xuất hiện hư ảnh của lôi đế thiên quân đây là chuyện cả vạn triệu năm cũng hiếm thấy hư ảnh kia xuất hiện chính là đại biểu cho ý chí tự nhiên của lôi đế thiên quân là trường phạt cao nhất trong lôi phạt dù là thanh kiếp cũng khó gặp phải chúng ta ở lại nơi này khẳng định sẽ bị diệt sạch tiểu tử này chết chắc rồi đúng là chết chắc rồi không còn chút hy vọng sống sót đâu hơn 10 yêu ma gào thét một tiếng, chính thức rời khỏi nơi này, không ngờ gặp phải hư ảnh của Lôi Đế Thiên Quân. Phương Hàn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn lao, lần đầu tiên hắn thấy hư ảnh này đối với hắn có lực uy hiếp chính thức. Loại uy hiếp này đủ để khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân không thể hiện chút tình cảm, tất cả ánh mắt chuyển động nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn lập tức vang lên những tiếng xèo xèo, khói xanh tỏa ra. Trong khói xanh này, một lượng lớn tinh thể thần quốc bị bốc hơi dù có chân khí bổ thiên không ngừng khôi phục nhưng tốc độ không sao bằng được tốc độ bốc hơi đó. Toàn thân Phương Hàn đau đớn kịch liệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết lao về phía hư ảnh lôi đế thiên quân. Hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện trong thiên kiếp, quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng. Dựa theo bình thường, dù là khi nguyên tiên thăng cấp thánh tiên cũng không thể nào xuất hiện hư ảnh thiên quân này. Còn hiện giờ lại xuất hiện trong thiên kiếp của Phương Hàn, hiển nhiên là không cho hắn một chút đường sống nào. Đây là ông trời không tha cho ta, chẳng qua lôi đế thiên quân này là hư ảnh, không phải ý niệm của bản thân hắn, mà là trong sấm sét thiên kiếp tự nhiên ngưng tụ thành hình thể thiên quân trí tôn. Ta còn có một đường cơ hội sống sót. Trong khoảng khắc hư ảnh lôi đế thiên quân xuất hiện, trong lòng Phương Hàn đã tính toán đến cực hạn, lập tức quyết định thật nhanh tìm sống trong chỗ chết. Hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân, tiến hành tấn công thẳng về phía hư ảnh lôi đế thiên quân. Từng trang từng trang đạo đồ, văn minh sử đều hiện ra, thậm chí quỷ võ thánh đồ cũng biến thành một mảnh thế giới, quét hết thảy mọi thứ. Sau khi quỷ võ thánh đồ dung nạp thạch đồ đã có hạch tâm lại thêm phương hàn đánh tan rất nhiều lôi đình thần đồ từ trong thiên kiếp như càn khôn đồ sơn hà đồ xã tắc đồ âm dương đồ vạn hoàng đồ những lôi đình thần đồ này bị nguyên thủy khí thiêu đốt luyện hóa cũng đưa vào trong quỷ võ thánh đồ tăng thêm uy lực cho thánh đồ này tầm thánh đồ này cũng có phẩm chất tương đương tiên khí vương phẩm gần như không dưới phong thần thạch bi chỉ là không có hạch tâm không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi hiện giờ phương hàn thay mận đổi đào cho thánh đồ ngưng tụ một cái hạch tâm chẳng qua cũng chỉ có thể thúc đẩy được ba phần uy lực. Cũng may ba phần uy lực này phối hợp với đạo thuật của bản thân, cũng có thể lưu đấu một trận với hư ảnh lôi đế thiên quân. Chém giết thảm liệt cực điểm, xuất thế ngang trời. Mọi người chỉ thấy Phương Hàn vừa xông lên, như một con hắc long chống lại thần uy sấm xét, chém giết đánh thẳng về phía thiên quân của thần. Ở trước mặt Phương Hàn, thánh đồ nhanh chóng biến hóa biến thành hình thể đen kịt của quỷ võ thánh quân cao to như hư ảnh lôi đế thiên quân mở ra quỷ thủ áp chế lôi quang đánh ra tuyệt học quỷ võ đạo của thần tộc xuống hư ảnh này. Quỷ võ thánh quân như muốn sống lại từ hư vô, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp. Một đời thánh quân, tu vi nở bước thiên quân không phải chuyện đùa, bàn tay vừa lật, quỷ khí thâm trầm, thần lực tung hoành, thỏa thích thể hiện ra quỷ thần đạo, ý niệm tàn phá giết chóc. Chẳng qua hư ảnh lôi đế thiên quân đứng vững giữa không trung, hùng bá vũ trụ, các con mắt lôi phạt toàn thân lóe lên, đột nhiên vươn tay ra, vỗ xuống hình thế quỷ võ thánh quân. Quỷ võ thánh quân giống giận, bàn tay đen kịt đồng thời nghênh đón. Hai đại cao thủ va chạm giữa không trung, đánh ra trăm ngàn trưởng, lôi quang trên bầu trời ngày càng hung mãnh, nhưng tụ phủ xuống, khắp nơi đều là thần lôi nổ tung. Hư ảnh lôi đế thiên quân theo lôi quang ngưng tụ càng ngày càng mạnh, đã áp chế cả hình thể quỷ võ thanh quân xuống một bậc. Lôi động cửu thiên, lôi đế thiên quân đột nhiên phát ra tiếng quát trầm muộn, như đến từ hồng hoang thái cổ, vươn tay lên không, dùng sức xé ra, chín tầng trời trực tiếp bị hắn xé rách một mảnh biển rộng do sấm sét tạo thành đổ xuống, lôi long, lôi hổ, lôi thú, lôi thần, lôi linh, lôi vương, đủ các hình thế rậm rạp chi chít như một đàn ong rơi xuống. Chỉ trong khoảng khắc, thế như biến thành một tòa lôi trì lớn. Vạn mệnh lôi trì. Lôi đế thiên quân lại xé ra một lần nữa, những sấm sét này chân chính hợp thành một tòa lôi trì, thoáng cái liền bao bọc hình thể quỷ võ thánh quân bên trong. Quỷ võ thánh quân là thánh đồ diễn hóa ra, nối liền chặt chẽ với phương hàn, vừa bị bao bọc vào lôi trì, phương hàn cũng bị lập tức hút vào trong đó không xong cả người phương hàn căn bản không cách nào chống cự được lực kéo hút của hư ảnh lôi đế thiên quân sau khi hút vào lôi trì toàn thân như muốn nổ ra từng tức một lực lôi trì dường như muốn luyện hóa hắn trong đó phá cho ta hắn liên tục biến hóa thúc đẩy võ đạo vô thượng đánh ra các loại thần quyền rất nhiều văn minh sử nối liền nhau đánh khiến cho lôi trì liên tục rung động lôi thủy bốc cao vạn trượng kích động gào giống muốn phá hồ đi ra thế nhưng hư ảnh lôi đế thiên quân càng ngày càng rõ ràng giống như không diệt được Phương Hàn thì tuyệt không bỏ qua, lại xé rách bầu trời. Càng nhiều bầu trời bị xé rách, bên trên càng có nhiều sấm sét chớp giật, thậm chí thái cổ thần lôi cũng rơi vào trong lôi trì, rót vào lực lượng khiến cho lôi trì càng thêm cuồng bạo. Lôi thủy bên trong lôi trì ngưng tụ lại như nước thép, bắt đầu rung động mang theo tiếng ngân như kim loại, trong lúc giống giận sôi trào, pháp khí gì cũng sẽ lập tức bốc thành hơi. Lúc này, Phương Hàn mới chính thức cảm giác được uy lực phẫn nộ của thiên lôi. Thái cổ chưa thiên lôi pháp mà hắn vẫn tự ngạo, dưới lôi thủy trong lôi trì này đúng là không chịu được một kích, thậm chí hắn còn không thể dùng lôi pháp hấp thu những lôi thủy này. Lôi thủy này cứng chắc hơn rất nhiều so với thạch khí từ phong thần thạch bi của tiểu thạch hoàng. Tiếng vang rền tán ra từ dưới đáy lôi trì. Vạn niệm quy nhất, kiếp số càng mạnh, ta lại càng mạnh. Phương Hàn đột nhiên tiến vào cảnh giới vạn niệm quy nhất, thậm chí hắn còn thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, cảnh giới liên quan đại đạo đồng du, căn cứ kinh nghiệm huấn luyện hình thức ma quỷ, pháp tắc toàn thân vận vẹo. Ở trong lôi trì, chân đạp vòng quanh, hai tay kết ấn, tinh thể thần quốc toàn thân như mở rộng lỗ chân lông, không ngờ bắt đầu giống như dẫn sói vào nhà, thả cho những lôi thủy này quét qua thân thể. Cùng lúc, hắn vận hành chân khí bổ thiên trong người, đối kháng lại lôi thủy. Vừa rồi Phương Hàn cắn nút toàn bộ thái cổ yêu thành này, tiêu hóa xong đánh vào bổ thiên lô, bổ sung thật nhiều chân khí bổ thiên. May mà hắn mô phỏng qua đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, trang cảnh huấn luyện ma quỷ trong lôi trì. Hiện giờ gặp phải lôi trì hủy diệt, mới có đủ kinh nghiệm chống lại. Trong lúc lôi thủy lôi trì kích động, lôi bạo liên tục, cho dù Nguyên Tiên gặp phải lôi bạo như thế, cũng phải nổ thành bột phấn, thế nhưng hiện giờ Phương Hàn càng đánh càng hung mạnh. Pháp tắc tổ tiên toàn thân hắn sinh ra một lượng lớn, lại ngưng tụ, trở thành linh quang bất diệt. Rất nhiều linh mạch vương dai trong cơ thể, từng cái từng cái thiêu đốt, kết hợp máu huyết bên trong quỷ võ thánh đồ, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, hóa thành từng đạo pháp tắc. Những pháp tắc này có cái chuyển hóa thành chân khí bổ thiên, có cái cô động linh quang bất diệt. Người tu đạo muốn cô động pháp tắc thật dày, là phải thiêu đốt tiêu hao nguyên thủy khí, kết hợp cùng máu huyết nguyên khí bản thân mới có thể sinh ra từng đường pháp tắc. Hiện giờ Phương Hàn hấp thu 108 đường linh mạch vương giai ở Thái Cổ Yêu Thành, vậy là đủ rồi. Hơn nữa Quỷ Võ Thánh Đồ không phải là một kiện pháp bảo, mà là máu huyết Quỷ Võ Thánh Quân biến thành. Linh mạch kết hợp cùng máu huyết, thoáng chuyển hóa đã có thể hóa thành pháp tắc, mà pháp tắc có thể hóa thành chân khí bổ thiên chữa trị bản thân, càng có thể không ngừng lớn mạnh bất diệt linh quang, diễn sinh ra pháp tắc nguyên tiền cũng may mà phương hàn chiếm được 108 đường linh mạch vương giai, còn có được quỷ võ thánh đồ, bằng không thì sẽ không thể nào đổ qua được kiếp số lần này. Hắn dưới lôi trì hủy diệt, chẳng những không bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn như lão tăng nhập định, đứng giữa lôi trì, mặc cho sấm chớp cuồn cuộn như mưa bão nổ trên thân thể hắn, không chút ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Quanh người hắn liên tục bùng nổ, vốn mỗi một lần bùng nổ có thể hủy diệt nguyên tiên, hiện giờ lại chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho hắn một lượng lớn máu huyết của quỷ võ thánh đồ cùng nguyên thủy khí thiêu đốt biến thành từng đạo pháp tắc tổ tiên thậm chí lao ra khỏi thân thể chống lại lôi bạo mỗi một lần lôi bạo đánh tan pháp tắc hai thứ dung hợp với nhau dung nhập vào trong vòng linh quang bất diệt sau đầu phương hàn bất diệt linh quang càng ngày càng mạnh ban đầu chỉ có kích cỡ một đốm sáng nhỏ lập lòe nhấp nháy không quá rõ ràng thế nhưng hiện giờ càng lúc càng lớn biến thành một vòng trăng sáng treo sau đầu phương hàn ánh sáng bắn ra lôi bạo đều lùi bước tản mát trong mơ hồ một cảm giác huyền diệu khó giải thích quanh quẩn trong lòng Phương Hàn, tinh thể thần quốc toàn thân hắn đột nhiên biến đổi, sau đầu mỗi một pho tổ thần cũng bùng lên linh quang bất diệt. thưa đốt linh mạch vương giai lại kết hợp cùng máu huyết quỷ võ thánh quân, cũng không phải diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên, mà thay vào đó là một chút pháp tắc giống như bất diệt linh quang bay ra như những con đom đón đóm. Đây là pháp tắc nguyên tiên. Máu huyết kết hợp cùng nguyên thủy khí, không diễn sinh ra pháp tắc tổ tiên, mà là pháp tắc nguyên tiên. Như vậy rõ ràng, cảnh giới người này đã vượt qua tổ tiên, chân chính bước vào cảnh giới nguyên tiên. Phá không quy nguyên, ngưng khí thành điểm, phát tắc quang minh, vĩnh hằng bất diệt. Đây là nguyên tiên. Thoáng cái, Phương Hàn tu luyện ở trong lôi trì, tu thành nguyên tiên. Mỗi một hạt tinh thể thần quốc cấu thành thân thể hắn đều tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi khắp đại thế giới chu thiên vũ trụ. Hơi thoáng hết thở, dường như có thể làm sụp đổ không gian vũ trụ hút vào cơ thể, sau đó thở ra, sáng lập một thế giới mới. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn, mỗi một tấc da thịt đều cô động thành tinh khối, nếu như nói kết cấu thân thể hắn trước đó là than, như vậy hiện giờ đã biến thành kim cương rồi. Khẽ dùng chút sức, bất diệt minh quang sau đầu sẽ làm cho toàn thân bùng nổ hào quang, xuyên thủng thiên địa thời gian, chiếu rọi bóng tối, chiếu sáng tương lai. Lực suy tính toàn lực chỉ trong khoảng khắc tăng cường rất lớn. Phương Hàn chỉ thoáng một cái, thấu triệt thiên cơ, dường như bắt được manh mối số phận của mình. Tất cả thần thông, kể cả kỷ nguyên chi thư, trí bảo tam thập tam thiên, bát bộ phù đồ, cánh tự do, truyền thuyết trượng, Phù lục thời gian tự tại vương phật, đều hoan hô nhảy nhót, cảm giác được hy vọng thăng cấp lần nữa. Tu luyện đến cảnh giới nguyên tiên, đại biểu cho hắn đã có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm, thánh tiên cùng chí tiên mới có thể luyện chế tiên khí vương phẩm. Những pháp bảo này đều có linh tính, biết phương hàn thăng cấp, khẳng định sẽ mang tới cho chúng hy vọng thăng cấp. Thân ta vĩnh hằng, linh quang bất diệt, quét qua hư không sạch ngàn vạn quỷ thần. Vạn mệnh nhất mệnh đều ở trong lòng ta, lôi đế thiên quân, tan biến cho ta. Lôi trì nổ tung. Thần niệm trong lòng Phương Hàn sôi trào, ý chí bá đạo trước nay chưa từng có, toàn thân lao ra ngoài, tứ chi bộc phát ra lực lượng phá hoại, đôi thủy vô biên bị hắn dồn ép, liền bắn tung tóe ra ngoài. Chân hắn bước một bước, toàn bộ lôi chỉ bắt đầu nứt ra, hắn phóng lên cao, bàn tay nắm quyền, ngưng tụ toàn thân linh quang pháp tắc nguyên tiên trong một quyền, văn minh sử võ đạo phát ra toàn thân, trực tiếp đánh ra một kích, hư ảnh lôi đế thiên quân run lên, bị một quyền đánh xuyên qua. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.